này mình xem trên YouTube kiểu nhìn thì đích nhưng mà cũng là cũng kinh hãi thật. Xem thì ông Mai Tây Sơn đi ở ông anh Grico hay gì đấy anh đấm mấy cái đem giải à? Ừ, anh xem trên YouTube đâu mấy cái giải ấy đấm rồi chưa cả đâu đấm mà những cái ông mà gọi là to như cái cột đình đất. Đấy anh thả lỏng, anh cứ thả lỏng đây đó để em anh có video à? Anh tập. Ok. Về quay về nhà xem biết đâu thích anh có nhiều khách Em biết một này. Đã đem được tập đâu? Đang muốn xem con gái thì đóng cửa. Con gái anh bay mất người. Không mà bạn bảo tập tập được thì mình muốn xem con gái được. Nhưng mà dĩ nhiên là con gái chắc bấm đỡ đâu hơn con trai. Thì tưởng xem bạn đi đóng mình thế nào. Anh có khỏe đâu mà anh nâng tạ không nâng được mức con gái đâu. Đây tím này lâu chưa? Đây tím này lâu chưa? Chắc mới thôi. Em ngồi em làm caramel cho anh nhá. Ok. Quay cho anh nhá. Em quay cho anh được không? Đẹp luôn. Xong cái nhà xe nữa. Chưa cần lấy đồng hồ đâu em. Một chút nữa mới đấm. Em tạm tắt anh nhá. Ok.